Ngày hôm nay Thành Alpha sẽ dẫn tất cả quý vị và các bạn đến với ngôi trường rất là dễ thương, rất là công giáo, mang tên Catholic THQ, một ngôi trường công giáo ở Hàn Quốc. Và trường này có 3 đến 4 cơ sở ở rất là nhiều nơi trên Hàn Quốc này. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta cùng tìm đến cơ sở mà có tiếp nhận du học sinh quốc tế đào tạo từ hệ tiếng, hệ đại học, hệ thạc sĩ và hệ tiến sĩ. Thì không chần chờ gì nữa, ngày hôm nay khi đến đây Thành là người công giáo và đứng trước một ngôi trường công giáo như thế này rất là tự hào và rất muốn kể nhiều điều tốt đẹp về ngôi trường này dành các bạn. Tuy nhiên điểm xấu thì Thành vẫn chê. Đi cùng Thành nhé. Đánh giá một chút về cái học phí của trường. Hiện tại bây giờ Thành nói sơ qua về học phí D4 học tiếng ở trường, mỗi kỳ nó sẽ là 1.450.000 won, tương đương với tầm khoảng 29 triệu tiền Việt cho giá 20. Và trường này nếu như các bạn đóng 1 năm thì các bạn được giảm hẳn 15% học phí, tức là được giảm hẳn 1 triệu won, gần 1 triệu won cho 4 kỳ học. Hiện tại bây giờ Thành đang có mặt tại con đường Chân Lý và đường đối diện Thành chính là con đường Tin. Ở đây là một cái ngôi trường công giáo nên đặc biệt những con đường rất là dốc thoải như thế này người ta cũng đặt tên rất là dễ thương. Chân Lý này, Tin này, Cậy, Mến, cực kỳ ấn tượng luôn. Và trước khi mà đến với trường này thì cái vị trí của trường này rất dễ tìm. Hiện tại trường ở Bucheon-si và các bạn chỉ cách tàu điện ngầm, cái ga tàu điện ngầm có 10 phút thôi. Nên là sau này các bạn cái vị trí hay là thậm chí là đi lại thì Thành thấy nó không quá khó khăn để các bạn tìm đến trường. Và bây giờ không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ vào gặp viện quốc tế để tìm hiểu kỹ hơn về học phí, về học bổng và các chương trình khác ở trường. Đi cùng Thành nào. Phí ký túc xá của trường thì hiện tại bây giờ là tầm khoảng 1.200.000 won, 1.181.000 won cho 6 tháng ký túc xá, một phòng 4 người. Ký túc xá của trường thì có 2 tòa, một tòa mới xây, một tòa xây lâu rồi, rất là xịn sò. Liên hệ từ ký túc xá Thành có cái mà Thành đặc trưng nhất của trường này, ngoài là trường công giáo ra, thì trường này là ngôi trường có học bổng rất là nổi tiếng ở khu vực Bucheon-si này, khu vực gần Seoul này. Hiện tại bây giờ học bổng của trường Thành sẽ phải kiếm chỗ nào ngồi xuống để bàn kỹ hơn nha các bạn. Chứ bây giờ học bổng trường này Thành kể đến ngày mai cũng không hết. Về học bổng của trường này Thành nói sơ qua một chút như thế này nhé. Học bổng hiện tại bây giờ sinh viên xuất sắc trong quá trình học tiếng cũng có học bổng 100-200.000 won động viên. Và các bạn học tiếng ở ngôi trường này trên 6 tháng nếu lên chuyên ngành các bạn mong muốn, có nghĩa là các bạn học tiếng ở trường và lên chuyên ngành ở trường, các bạn sẽ được trừ hẳn 2 triệu won. 2 triệu won luôn các bạn, gần 40 triệu tiền Việt Nam đồng, rất là nhiều. Và chưa kể các bạn có topic 5 thì các bạn được giảm 100% học phí cho kỳ đầu tiên, cho năm đầu tiên. Còn mà các bạn có topic 6 thì các bạn được giảm hẳn 4 năm học theo suốt các bạn được giảm 100% học phí luôn. Hình như ký túc xá cũng được giảm luôn. Rất là ok đối với sinh viên quốc tế. Thì tại vì sao mà chúng ta không lựa chọn ngôi trường này? À, có một cái nữa về chuyên ngành, Thành nói kỹ hơn về chuyên ngành tất cả các bạn nhé. Mình tìm chỗ nào cho nó ấm áp tí đi. Về chuyên ngành thì rất là nhiều bạn nhầm tưởng ngôi trường này với một ngành nghề mà Thành sẽ nói ra, rất là nhiều bạn sẽ hơi hối tiếc một chút. Hiện tại bây giờ ở trường này nổi tiếng với ngành y, rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc. Và đặc biệt trường có 7-8 cái bệnh viện ở Seoul, ở Bucheon hay thậm chí là ở các vùng miền khác ở Hàn Quốc. Tuy nhiên nếu như bạn là du học sinh quốc tế thì ở Hàn Quốc có hai điều như thế này. Một là ngành quân sự ấy, ngành công an, ngành này ngành kia đấy. Hai là ngành y tế thì trường không tiếp nhận du học sinh để theo học ngành này. Nên là nhiều bạn xem video hay là thậm chí là khi mà nhắn Thành hỏi để tư vấn, Thành nói các bạn không tin đúng không? Ngày hôm nay Thành đính chính lại các bạn là trường sẽ không nhận du học sinh quốc tế học chuyên ngành y. Nhưng mà cũng có rất là nhiều chuyên ngành khác để chúng ta lựa chọn đúng không nào? 30 mấy ngành cơ mà. Và ngày hôm nay hiện tại sau lưng Thành có một cái lễ hội nhỏ của sinh viên quốc tế và sinh viên Hàn Quốc. May mắn là được đến đây với lễ hội như thế này, được xem những cái bạn học ở đây như thế nào, sinh hoạt như thế nào. Và hiện tại bây giờ Thành sẽ đưa các bạn vào một ngôi phòng mà thực sự gọi là thánh đường để học. Đi cùng Thành. Hiện tại những bạn nào là sinh viên công giáo đến với ngôi trường này thì các bạn sẽ được sống trong, Thành hay gọi là tình Chúa, tình mẹ. Thực sự luôn, ở ngôi trường này có một ngôi thánh đường nằm ngay trong khuôn viên của trường luôn. Và chưa kể đến là tượng Chúa và tượng mẹ đặt rất là nhiều những cái nơi rất là linh thiêng, những cái nơi đỉnh cao của quả dốc này kia các thứ. Và đặc biệt là trong thánh đường đấy thì các bạn sẽ có giờ lễ Chủ nhật,
Chúa Nhật, rồi là giờ lễ thường, hay thậm chí là hầu như có nhiều cái chế độ, nhiều cái sinh hoạt dành riêng các bạn công giáo, các nữ tu, các nữ tu, hay thậm chí là các thầy tu hay là linh mục các thứ, nếu như theo học thần học hay là cái khác ở ngôi trường này thì những vị đấy đều có được một chế độ học bổng riêng biệt dành cho người công giáo, dành cho những người đi tu. Chúng ta sẽ cùng với Thành gặp một bạn, đó chính là du học sinh của Alpha đã và đang theo học tại đây, để tìm hiểu cái ngôi trường này kỹ hơn theo lời bạn ấy nói nhé. Đi cùng Thành nào. Hiện tại bây giờ Thành đang có mặt tại khu ký túc xá của trường, và ngày hôm nay sau 1 giờ là cái giờ học thì mình có một bạn học viên của Alpha đến từ Hải Dương, rất là xinh gái, và Thành sẽ dành lại sân khấu cho bạn đấy để nói rõ hơn về trường với tất cả các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trần Chi Linh, mình đến từ trường Catholic Theo Kyo. Mình học ở Alpha và qua đây được 7 tháng rồi. Tức là từ cuối tháng 2 đến giờ. Vâng, em sang từ cuối tháng 2, bây giờ là cuối tháng 9 rồi ạ. Thì bây giờ mình vẫn ở ký túc xá của trường, tại vì nó là ok nên là qua 6 tháng mình vẫn ở tiếp. Thế là bữa thì đăng ký là... Vâng, đóng invoice là 6 tháng và bây giờ em đăng ký tiếp 4 tháng nữa. Còn về học hành ở đây các thứ em thấy thế nào? Em thấy học hành, học tiếng ở trường này thì ổn lắm anh ạ. Cậu học bổng thì nó cũng nhiều, học bổng, học tiếng cũng có học bổng luôn, học bổng nó cũng dễ lấy. Em thấy mấy anh trường nó cũng có nhiều hoạt động kiểu cho sinh viên Việt Nam riêng và sinh viên du học riêng. Đi tham quan các thứ các mọi. Vâng, đi tham quan. Gọi là đi trải nghiệm văn hóa. Vâng. Thế còn là về cái khu vực này, chắc chắn là rất là nhiều bạn đang xem video quan tâm nhất là việc làm thêm. Thì em nhận thấy với 7 tháng mà em sang đây thì nó sẽ như thế nào? Nếu các bạn mới sang sang đây cũng nhiều việc. Em thấy ở quanh đây cũng nhiều, có điều đi nó cũng không gần lắm, tại vì cổng trường có nhiều quán ăn mà chủ yếu là người Hàn làm, thì mình có thể đi xa hơn một phút thì cũng một chút thì cũng chỉ tầm 30 phút, tầm 30 phút. Tầm 30. Đó. Đấy là tính hết cả thời gian đi bộ rồi đấy. Còn mà công việc các thứ thì có dễ tìm không? Có, cũng có đấy anh ạ. Ở trường cũng có cái nhóm du học sinh Việt Nam của trường, các anh chị khóa trước đi thì cũng giúp đỡ nhiều. Vâng, thỉnh thoảng có việc mà anh chị cũng đăng lên để cho các bạn đi sau. Vâng. Có việc làm rất là ok. Có cái gì nữa nhỉ? Việc làm thêm rất là ok rồi. Rồi là việc học thì cũng khá là ổn đúng không? Có học bổng của học sinh học tiếng nữa. Đấy, anh kỳ trước có học bổng cao nhất đấy. Anh bao nhiêu? Ánh được 96 phẩy mấy điểm mà được học bổng cao nhất của kỳ học tiếng ấy. Nhưng mà bạn Ánh dụ Alpha thì hiện tại bây giờ bạn hơi ngại nên là vẫn chưa gặp bạn ấy được. Thế thì còn là về cái hoạt động giao thông đi lại, thực chất lên Seoul hay là tàu về các thứ thì em cảm giác nó như thế nào? Em thấy tiện lắm, tại vì nó ở gần trường, ở ngay gần ga Lai Chính á, cái Lai Chính á, nên là đi Seoul thì không cần đổi lai đâu, chỉ cần một phát là lên luôn rồi. Cổng trường, ngay cổng trường có bến xe buýt, chỉ có việc là đi từ cổng trường đến ga, đi từ ga về cổng trường rồi. Thì em thấy nhận thấy nếu mà khó khăn thì khó khăn khi sang đây thì những bạn nào sẽ khó khăn và cách khắc phục nó sẽ như thế nào? Em nghĩ là từ bản thân em thì em thấy là sang mà chưa có tiếng nhiều thì cũng khó khăn, ở đâu cũng thế. Nên là cách khắc phục thì là các bạn chịu khó học tiếng từ ở nhà đi, và thời gian đầu sang đây thì học chăm chỉ tiếng một chút là ok hết. Rất là cảm ơn Chi Linh ngày hôm nay đã dành thời gian cho Alpha cũng như là Catholic Kyo để các bạn hiểu rõ hơn về trường này. Hiện tại bây giờ Chi Linh và một bạn nữa là hai học viên mà rất là xuất sắc ngày xưa khi mà Catholic đang là top 1 nhỉ. Đấu tranh với rất là nhiều bạn khác để mà giành cái vé gọi là đi vào chung kết. Và ngày hôm nay sang đây thì Thành gặp lại, lúc tối Thành gặp lại thì thấy chứng trạng hơn rất là nhiều, và thậm chí bạn đấy đủ can đảm để mà bỏ cái công việc mình đang làm thêm, chẳng hạn như mình không thích là mình bỏ rồi là mình đi tìm quán khác được. Thì Thành nghĩ là rất là cứng cáp hơn rất là nhiều rồi. Cảm ơn Chi Linh và chúc Chi Linh sớm có được topic 6 để giành học bổng 100% 4 năm. Và khi tốt nghiệp trở về thì nhớ đừng quên Alpha là được. Cảm ơn em. Và hiện tại bây giờ một ngôi trường nó nằm ở trên một quả đồi và xung quanh được bao bọc với rất là nhiều thành phố lớn rất là đẹp như thế này, thì chúng ta cùng với Thành bay lên bầu trời để chinh phục cái bầu trời và xem từ trên xuống nó thực sự là hùng vĩ hay không, hay là chỉ là chém gió. Cùng chiếc flycam ăn trộm tiền vợ mua, bay cùng anh nào. Let's go.
Và chúng mình là du học Hàn Quốc cùng Alpha, chuyên giải đáp và review tất cả các trường đại học lớn nhỏ Hàn Quốc. Nếu có câu hỏi nào liên quan đến trường đại học hay có trường đại học nào muốn Thành hay là đội ngũ Alpha đi review thì các bạn cứ để lại phần bình luận. Thành và Alpha sẽ cố dành thời gian ra giải đáp tất cả các bạn. Cảm ơn và yêu mến tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.